Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng với ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi con người từ khỏi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ khỏi chết sống lại nghĩa là gì. Đó là lời Chúa. Bài tin mừng theo Thánh Marco chúng ta vừa nghe kể về câu chuyện Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Vậy thì chắc chắn không ai cho chúng ta lần đầu tiên được nghe về câu chuyện này. Câu chuyện Chúa đưa ba môn đệ lên núi và Ngài biến hình. Ngài biến hình sáng láng, rực rỡ, áo Ngài trắng tinh như tuyết, đến độ không một thợ giặt nào trên thế gian này có thể giặt trắng như thế. Nhưng mà vấn đề là cái câu chuyện biến hình này nó có ý nghĩa gì trong đời sống đức tin của chúng ta? Nó có ý nghĩa gì trong hành trình mùa chay mà chúng ta đang sống? Mỗi người có thể đưa ra nhiều câu trả lời. Có thể nói rằng là thì Chúa Giêsu muốn củng cố lòng tin của các tông đồ khi Ngài loan báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa. Các ông trong thân phận con người khó mà chấp nhận lắm. Thầy mình quyền năng như thế, làm sao mà phải chết như vậy mới cứu rỗi được thế gian. Rồi nhiều câu trả lời. Nhưng mà con xin gửi đến bạn chị em một cái câu trả lời. Sự biến hình của Chúa Giêsu này là mở đầu, là khởi đầu cho một sự biến hình của mỗi người chúng ta. Bây giờ nếu đặt ra câu hỏi bạn chị em muốn được biến hình giống Chúa Giêsu, thì bạn chị em chọn biến hình thành người gì? Thành kiểu nào? Một người nghèo khó biến hình thành một ông đại gia, đúng không ạ? Một người bình thường biến thành một ông lớn nào đó trong xã hội này. Một người bình thường biến thành một người tài giỏi, vân vân. Nhắc tới sự biến hình đó thì ai cũng thích, ai cũng muốn cả. Nhưng mà đó là những con người bên ngoài người ta biến hình như thế. Còn chúng ta là những người con cái Thiên Chúa, thì bây giờ chúng ta muốn biến hình thế nào? Cuộc biến hình của Chúa Giêsu là một lời nhắc nhở chúng ta về một cuộc biến hình của mỗi người chúng ta. Sứ vụ Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì? Để yêu thương, để chữa lành, để cứu độ toàn thể nhân loại, cứu nhân loại khỏi ách thống trị của tội lỗi, làm cho con người biến hình từ một con người tội lỗi trở thành một con người tinh tùy, một người con cái đích thực của Thiên Chúa. Đây là việc mà chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại. Vậy thì cái cuộc biến hình của Chúa Giêsu nó xảy ra cách đây 2000 năm rồi, mà nó đã hoàn tất rồi. Vậy thì cuộc biến hình của con người chúng ta nó đang diễn ra như thế nào? Chúng ta có muốn biến hình không?
Chúng ta có muốn biến mình từ một con người thành người con cái Thiên Chúa không? Chúng ta có muốn trút bỏ hết những cái áp nặng nề, áp lực cuộc sống để trở nên một người thanh thản, nhẹ nhàng, bình an trong cuộc đời không? Ai cũng muốn điều đó hết, đúng không ạ? Nhưng mà để lựa chọn điều đó thì chưa chắc ai đã lựa chọn. Ví dụ đi lễ, nhất là đi lễ Chủ nhật. Bây giờ con hỏi thật sự bạn kia đang ngồi đây nhé, việc tham dự thánh lễ, cách đi thánh lễ Chủ nhật đối với bạn kia là một ân sủng hay là một gánh nặng? Đâu ai dám trả lời, đúng không? Đâu dám trả lời. Vì con đưa ra hai cái lựa chọn đó là nó quá rõ ràng rồi. Không thể nào một Thiên Chúa yêu thương thế gian mà lại gửi gánh nặng đến cho thế gian, đến cho con người, đến cho người con cái của mình được. Mà Chúa yêu thương thế gian, Chúa toàn gửi ân sủng thôi. Mà ân sủng cao quý nhất đó chính là Chúa Giêsu Kitô, người con rất yêu dấu của Thiên Chúa, đấng cứu độ mà Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Và ân cứu độ đó được gửi đến mỗi ngày trong thánh lễ được diễn ra, mà nhất là thánh lễ Chúa Nhật. Con hỏi thiệt bạn kia đang ngồi đây nha, có ai không biết con không? Có ai chưa bao giờ nghe con chia sẻ lời Chúa không? Con về đây năm nay năm thứ năm rồi đó. Chắc chắn những người đang ngồi đây đều biết con. Mặc dù không biết con tên gì, có thể giờ vẫn biết con, vẫn đã nghe lời con nói rồi. Nhưng mà bây giờ cái người mà bỏ lễ Chúa Nhật vẫn còn, chứng tỏ lòng bạn chị em không lựa chọn. Đó là một ân sủng mà Chúa gửi đến cho bạn chị em. Mà bạn chị em bỏ lễ Chúa Nhật có nghĩa là đang nói mọi người đó là một gánh nặng, một áp lực. Cái này lên vai không bạn chị em, là bạn chị em muốn chút bỏ đi nếu như lúc nào có thể. Đi về quê nè, bận công việc làm nè, đi học nè, vân vân. Một tuần Chúa cho chúng ta đã 6 ngày, chúng ta muốn làm gì cũng được theo ý của mình. Chỉ only một ngày Chủ nhật, Chúa muốn chúng ta dành cho Chúa đó. Mà chúng ta còn so đo, còn tính toán, còn cắt xén, còn bớt đầu này, bớt đầu kia. Mày thử hỏi, chúng ta có muốn biến hình mình không hả ông bà, chị em? Vậy thì bài tin mừng hôm nay nhắc chúng ta về điều đó. Vậy chúng ta thứ nhất về cuộc biến hình mà Chúa Giêsu đã thực hiện với các tông đồ, với toàn thể thế giới, để nhắc chúng ta một cuộc biến hình của chúng ta trong ân cứu độ. Chúa đến để biến chúng ta từ một người tội lỗi trở thành một người tinh tùy, một người con cái đích thực của Thiên Chúa. Và cuộc biến hình đó ngày hôm nay được diễn ra mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt là trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, nhất là thánh lễ Chúa Nhật. Chúng ta được biến hình sau khi chúng ta nghe lời Chúa, để cho lời Chúa đi vào cuộc đời chúng ta. Chúng ta được biến hình sau khi chúng ta đón nhận mình máu thánh Chúa thành sức mạnh, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời này. Và qua đó cho thấy được thánh lễ là một ân sủng mà Thiên Chúa ban chúng ta rất cao quý, chứ không phải là một gánh nặng mà chúng ta đang nghĩ là như vậy, đang làm là như vậy. Và đến lúc đó chúng ta muốn từ bỏ, muốn chút bỏ gánh nặng đó. Xin Chúa qua lời của Ngài soi sáng, mở lòng, mở trí chúng ta. Xin Chúa qua Đức Thánh Thể tăng thêm sức mạnh chúng ta, để chúng ta luôn xác tín rằng tất cả những gì Chúa gửi đến chúng ta đều là những ân sủng, chứ không phải là gánh nặng hay là áp lực. Mà ân sủng cao quý nhất đó chính là đấng cứu độ Chúa Giêsu Kitô và Thiên Chúa gửi đến chúng ta. Để rồi chúng ta mỗi ngày một ý thức là bản thân của mình đừng yêu Chúa yêu thương và rất mực yêu thương, và chúng ta sống xứng đáng mỗi ngày hơn với tình yêu thương đó. Tôi mong sao những ngày trong mùa chay này là thời gian thuận lợi nhất để cho bạn chị em nhìn lại điều đó, và chúng ta sửa đổi tâm hồn, chúng ta sám hối, chúng ta sống mùa chay tốt hơn. Và khi chúng ta sống mùa chay tốt hơn thì chúng ta mừng lễ Chúa Kitô phục sinh, thì niềm vui chúng ta sẽ vỡ hòa. Đó là niềm vui lớn không chỉ cho mỗi người chúng ta mà cho toàn thể thế giới.